chủ đã chờ ngài. Thiếu chủ tới. Con tôi Cung Phi Vân, lỡ ta giết chết đồng minh Lôi Kỷ Minh, may được các vị tha chết cho nó. Cung bộ xin cảm ơn, nhưng nó bội nghĩa phạm thượng, tội không thể tha. Hôm nay họp đại hội là vì ra lệnh cho nó tự chặt đứt một cánh tay ngay trước mặt quý vị huynh đệ đồng minh để làm cảnh cáo, sau này phải chưa? Phi Vân, con còn lời gì để nói hay không? Dạ không, giết người đành tội là chuyện đương nhiên. Được. Con hãy dùng cây kiếm này tự chặt đứt cánh tay của mình để tế điện cho Lôi Nhị Thúc. Đừng hỏi lục lâm, không cho phép đàn bà bước chân vào. Mời cô ra ngoài. Cho tôi vô trọng đi, tôi có chuyện muốn nói. Nếu không thì không kịp nữa, cô minh chủ, cô có chuyện muốn nói mà. Trốn đại sảnh không được làm bậy. Bắt đầu dẫn cô đi khỏi. Dạ. Cô minh chủ, xin cha nghe con nói. Chẳng lẽ cha thật lòng muốn con trai của mình trở thành một người tàn khuyết bất toàn hay sao? Tất cả lỗi lầm đều tại con. Chính con xin người đi cứu sư huynh, gây ra hậu quả như vậy, muốn giết muốn phạt, nên cho con cảnh giác. Ai giết người thì người đó chịu trách nhiệm. Hậu quả này tôi không thể gánh vác được đâu. Cô đi đi. Vậy thiếu phu nhân, mời cô. Khoan đã, nếu như tất cả lỗi lầm không phải do người, thật ra thiếu chủ,